chung là em chưa bị nào, chỉ bị chấn thôi. Thấy chưa, thấy chưa? Này, chân chân vậy. Không, hồi nhỏ. Nhưng mà tắc leo lấy nó ra tiền và chân. Đúng không? Thì em bị chấn mất 1.000 đấy. Chân. Thằng bạn em đang đạp xe đạp xong rồi tự nhiên có ba thằng nó ngồi xe máy rút con dao ra luôn. Mẹ nó đè vào cái chỗ vỉa hè. Em sợ vãi con hồn ra, em móc trong túi ơi, anh ơi em còn đúng 1.000. Ôi đứa đó, thằng bạn em thì mất 5.000. Ôi đứa đó, mẹ. Ôi đứa đó, mẹ. Con mơ. Chết 1.000. Sẽ xấu đầu cơ câu chuyện cách hoành tráng thì ra đây là câu chuyện của anh Leo. Mẹ dí cả dao cướp mẹ. Lấy được 1.000. Tổng cộng nữa.